Mến chào các bác đã quay trở lại với kênh youtube của Hoàng Anh Ngâm Thanh Ở trong video ngày hôm nay thì em sẽ đăng thanh lý cho các bác ba chiếc vang số BTE VG1000 hàng bãi Với tên gọi là ECR Giver 6X Thì trên cái con BTE VG1000 này thì nó sẽ được trang bị mặt phay nhôm màu vàng Với những cái phím chức năng để chúng ta cài đặt nó có led màu xanh Rất đẹp các bác nhá, rất đẹp Đó, quắc màu xanh Và con này sẽ được tích hợp hai mic AB riêng biệt có cổng quang phần mềm rất là chuyên nghiệp đồng thời trên cái dòng BTEVG 1000 này sẽ có cả USB Wi-Fi có nghĩa là chúng ta sẽ kết nối không dây để chúng khi chúng ta cài phần mềm hoặc anh em có thể là tải app trên điện thoại về để chúng ta xử lý cài đặt trên con vàng này Đó, rất là là thông minh các bác nhá thì trước khi đi vào chi tiết cũng như là review cận cảnh thì em sẽ có một cái đánh giá như sau Đối với BTE VG1000 thì đây là dòng vang cũng rất là nổi tiếng Nhất là đối với những cái dòng vang bãi như này Và cũng rất được ưa chuộng trên thị trường Từ những các thị trường nội địa cho đến những anh em chuyên đi lắp phòng qua đầu chuyên nghiệp Còn đối với bản thân em thì đánh giá con con BTE VG1000 hàng bãi các bác nhé Thì cái chất tiếng của nó là được Em chỉ rõ là được Chứ còn đối với cái gu của em thì nó Em không em em không có yêu thích cái dòng này bằng những cái dòng xô hoặc là bằng, bằng những cái dòng vang x đó, đó là cảm nhận của em và đó là cái gu của em còn đối với con vàng này thì nó là một con vàng cũng rất là cao cấp rồi. Đó, hàng bãi còn rất là mới các bác nhé, rất là mới và đẹp. Đó. Tuy nhiên thì với cái gu của em thì uh, em đánh giá rằng là cái cái độ ướt át của như độ mượt mà trên con BTE VG1000 thì nó sẽ không được như X hoặc Shiso. Thì hàng có sao là em nói vậy các bác nhá còn tất cả là em bao zin, à, bao zin bao đẹp, hoạt động hoàn hảo, cũng như là có setup sẵn cho anh em. đồng thời trên con BTEVG 1000 này thì nó sẽ được uh, sử dụng, à, xin lỗi các bác là nó sẽ được uh, trang bị thêm một cái điều khiển, hiểu nhá? nó sử dụng chung điều khiển với văn X luôn các bác. nó rất là tiện lợi. À, bên đây là là, là là sử dụng cái cáp máy in, các bác nhá, cái cáp máy in để chúng ta kết nối phần mềm. họ đây là connect, uh, connect các bác nhá? À, đây giao diện phần mềm của đây. Phần mềm của dòng BTE này cũng rất là chuyên nghiệp Đây các bác quan sát này Đây là cái phần music này Music thì nó sẽ có 15 cần equalizer các bác nhé Mic cũng có 15 cần equalizer Trong đó có mic A, mic B Đấy cái này chúng ta sẽ cài đặt theo theo mic A, mic B tùy anh em nhé Revert và echo đều riêng nhé đó, Revert riêng để chúng ta cài Chúng ta hiệu chỉnh từng cái cần equalizer một của Revert hoặc là echo nó riêng biệt Phần main Main thì nó sẽ có 7 cần equalizer. Đây là sâu rau, sâu rau cũng 7 cần các bác nhé. Center, sub. Đó, còn bên đây là cái setum này để chúng ta uh, gọi là là ca đặt âm lượng đầu vào đầu ra cũng như chúng ta sẽ lưu hoặc là khóa con vàng này lại. Đó, nó sẽ sẽ ở cái phần setum này. Đây là cái tất cả những cái giao diện phần mềm. Phần mềm của nó thì cũng rất là dễ hiệu chỉnh các bác nhé. Đó, tất cả là tiếng Anh, rất là dễ luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết bên trong con vàng về phần uh, mặt mũi thì em có đánh giá luôn đấy đây. đây là một con vàng rất đẹp các bạn nha đây là một con vàng rất đẹp để cho một cái đánh giá là nó quá đẹp luôn và trong mỹ thì không có một cái điểm gì chê đấy mọi người đâu ạ wifi này lock khóa này uh, pc là chúng ta sẽ cài trên trên uh, máy tính này có app luôn này con này có app nhá tuy nhiên thì anh em muốn sử dụng app thì chúng ta lại phải mua thêm một cái usb wifi cái usb wifi cho cái dòng này nó phải rơi vào tầm mấy trăm ngàn đấy cái này thì thì anh em cũng phải lưu ý nhá nó và đây là những cái thông số của nó tất cả những cái cái chữ của nó nó đều in một cái chất liệu rất là là bền các bác nhá rất là bền và xịn đấy mặt thì quá đẹp đẹp như mới luôn đường sau đường trước kể cả dưới đáy các bác nhá đây tem uh, seri mã vạch còn nguyên luôn nhá và đây là đường sau của nó điện thì chúng ta sẽ cắm điện 220 con này có cả rec out các bác nhá đây tín hiệu đầu vào của nó sẽ có bgm AOX VOD, Oppo cũng quang ấy và cũng đồng trục. Mic thì nó sẽ có hai mic trước và hai mic sau các bác nhá. Và mỗi một ngõ mic nó sẽ tương ứng với mic A và mic B. Cổng ra của nó sẽ đầy đủ, Đó, bên L, bên R cho loa trái là phải, sub center và hai đường sâu rao. Tất cả, tất cả những con vít vị trí con vít còn rất là mới luôn, rất mới và đẹp. Đấy, con này có cổng quang, rất là tiện lợi. Còn bên trong, uh, bên mạch của cái dòng BTE, những cái dòng máy BTE thì chắc chắn là anh em không xa lạ gì. Nói với những anh em nào từng chơi BTE nhé thì anh em hầu hết VG911, VG1000 và rất là nhiều những cái dòng vàng các của hãng BTE ấy, thì nó sẽ sử dụng cái máy bên nó gần như thế này các bác nhé Và tất nhiên là nó sẽ có có những cái con 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 chip, con chip nó sẽ xóa số, đó, nó sẽ xóa này nhá. Đó là vấn đề bản quyền của máy người ta nhà máy. Đấy, người ta sẽ xóa số như này. Linh kiện tất cả là còn rất là mới các bác nhá, rất là mới và cam kết với các bác rằng ở đây là con vàng zin tuyệt đối luôn. Zin tuyệt đối, rất đẹp. Phải nói rằng là bề rất là sang trọng, mặt màu vàng gold các bác. Đó, trên phím nó có LED và cài tay cũng rất dễ dàng các bác nhá. Cài tay nó rất là đơn giản cũng giống như trên vàng X ấy. cũng up down thì chúng ta lên xuống này. Đó, và chỉnh từng mục một. nó mic reverb, Eco Đó, chỉnh từng mục một là chỉnh tay là phun chức năng và tất nhiên là có cả phần mềm để anh em nếu anh em nào mà chuyên nghiệp anh em chuyên lắp phòng thì anh em có thể là là, là sở hữu con vàng này. Đây là con vàng em đánh giá luôn là ở cái tầm tiền nó vừa phải. Các bác vừa phải và cái chất tiếng nó cũng khá là ok. Còn em không có như em có nói ngay từ ban đầu ấy, có nghĩa là cái gu của em. Bởi vì em là một người hát yếu cho nên là em thích những cái độ mượt mà. Cái 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 độ ướt át hơn à, thì nó những cái dòng vạc X hoặc là một số cái dòng suy sô so, thì nó sẽ đáp ứng được cho em. Còn đối với con con btevg VG 1000 hàng bãi này thì em đánh giá chất tiếng là cũng khá là ok Và khá là ok. Hoặc có thể là nó sẽ trúng với nhiều cái gu các bác khác thì mọi người sẽ cảm thấy rằng con này là một con vàng hay. Nó bởi vì là với âm thanh là mỗi người sẽ có một cái cảm nhận cũng như là sẽ có mỗi mỗi một người sẽ có một cái gu khác nhau. Nha? mỗi người sẽ có một cái gu khác nhau ở nên là em không có độ đồng còn đối với gu của em em vẫn thích cái 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 gu của vàng x hoặc xí xô chẳng hạn thì em sẽ nói rằng em em so sánh luôn thì em sẽ không thích con này bằng những dòng vàng x đó và tất nhiên giá con này thì em đã dùng từ thanh lý cho nên giá nó sẽ rất là hợp lý các bác giá nó rất là hợp lý cho nên bác nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với hoàng anh âm thanh qua số điện thoại 0908 91 31 một lần nữa xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo